đấy. Nó đi được, nó không về được, nó nói đầu ý. Ủa, em không bận, em không không cần biết câu chuyện này là anh hay là cái tranh đúng hay là sai, nhưng mà anh có quay thằng Cubin là con của anh không? Thế anh có quay tất cả anh em ở đây là bạn bè của anh không? Anh em đã vì anh mà đi lên đây nói chuyện với cả tranh rồi, nhưng mà không xuôi được. Thì bây giờ anh là người phải đi. Có nghĩa là bây giờ nhá, cạnh tranh nó không muốn dẫn cái thằng Subin về để nó nhìn thấy hai bố mẹ nó đánh cãi chửi nhau. Thế thôi. Cái lúc mà mày muốn hỏi cưới tranh như nào ấy, đàng hoàng như nào ấy, thì bây giờ kể chúng mày dừng lại không vợ chồng với nhau nữa ấy, thì mày cũng phải đàng hoàng với gia đình nó. Anh rồi. Nói rồi. Mày phải là con người tử tế em ạ. Mày nói chuyện bố mẹ nó. Mình là đàn ông, mình phải là người mở lời trước. Mẹ tao nhắn tin rồi còn gì. Còn mày đừng có kiểu mà bây giờ bảo nhắn nó tin không được rồi, bây giờ anh em nhắn tin rồi nó không trả lời, anh biết đéo. Hiện tại bây giờ là anh em mình đang từ Hà Nội về anh em ạ. Đấy thì đang trên xe, anh em ở nhà gọi bảo là về nhà có việc gì ấy. Như hôm nay là có thằng Quỳnh với Hiếu về sao Tùng ạ? Đúng rồi, anh Quỳnh thấy bảo là chiều nay lên mà. Đúng rồi, với Hiếu Cảnh bảo chiều nay cũng về. Không, Hiếu Cảnh về trưa rồi. À, về trưa rồi. Thực ra là anh em xuống để nói chuyện cơn bão đây, nhưng mà mình nghĩ là chắc thằng Hoàng nó không nghe đâu. Không nghe đâu, anh tính anh nghe như thế thì là không nghe. Mà Tùng ơi, bạn nghĩ nào, ví dụ mà cái thằng anh của cái tranh ấy nó mà đưa người lên trên này thì như thế nào? Kia nó nghĩa là thằng Hoàng nó bảo nó qua nó bảo rồi là nếu mà thằng Hoàng lên thì nó sẽ nói chuyện với thằng Hoàng nó rõ ràng, còn nếu mà thằng Hoàng không lên ấy thì nó sẽ xuống đây. Đấy là anh của tranh nói y văn hôm qua là có gọi mình ra ngoài có chuyện riêng một kẹo đấy, nên là có bảo là thằng Hoàng ta cũng kiểu như là mày kiểu đối xử với em gái nó như thế là nó cũng bực. Đúng rồi. Đấy, anh ấy cũng bực thật sự là anh ấy. Mọi người nhìn đấy, nhìn với nhau thì anh ấy cũng trông cũng kiểu như là kiểu xã hội nhiều rồi ấy. Nói cái câu ý mình cũng phải suy nghĩ, tại vì anh cũng đang tức thằng em nó xử như thế. Thực ra là hôm qua là ông ấy ra là ông ấy, thực ra là mình anh em mình thì cũng không liên quan gì đến cái câu chuyện của vợ chồng của anh em chỉ tham gia thôi. Còn hôm qua nếu mà mình nghĩ mà hôm qua mà có mặt Hoàng em ở đấy là kiểu gì ông ấy cũng đánh thằng Hoàng. Bởi vì là bởi vì các bạn bây giờ em với anh cũng có gọi là biết gì về ông ấy đâu đúng không? Mà ông ấy đã ra ông ấy nói chuyện thì mình phải hiểu chứ còn. Nhìn ông ấy là biết ông va vấp xã hội nhiều. Nhìn ông ấy là biết ông ấy kiểu dân xã hội ấy, kiểu ấy. Nhìn em cũng nghe bảo như là bạn đặng Duy Long chơi cùng nhau sao? Đấy, chơi cùng nhau với đặng Duy Long ấy, anh nhìn kiểu giống dứa đúng không? Nói chung là ông ấy cũng kiểu bên xã hội ông ra ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực ra là anh em ạ, ông nói nhẹ nhàng như thế nha, nhưng mà mình hiểu ấy, mình hiểu thì nó sẽ kiểu sâu sắc hơn, ông nói ý nhiều hơn là ấy anh em ạ. Bởi vì nhưng mà bây giờ ông ấy xuống đây thì anh em mình vẫn phải chịu thôi. Xuống đây thì mãi mình chẳng qua thì nói chuyện với em Hoàng thôi. Đúng rồi. Thì hôm qua anh mình có nói chuyện mấy anh ý nhỏ, nghĩa là anh ấy không cho quay kiếc, tại vì hôm qua đăng cái video anh ấy cũng nhìn thấy rồi quay kiếc, anh bảo tốt nhất là chuyện gia đình quay đấy. Anh có gọi mình ra chuyện riêng, mình bảo mình như thế thôi, còn cái tranh thì việc của tranh nhất quyết là không có tranh về đây để xin lỗi, về đây nói chuyện với mấy bà nghe để cho Hoàng ở đây để nói chuyện đấy, nên gặp anh ấy hoặc là gặp tranh để nói chuyện. Hôm qua ông nói là cũng có vẻ là căng thẳng đấy, bởi vì là ông bảo là cái tranh là em của ông ấy, cái tranh có sai như nào thì thằng Hoàng cũng phải nói với bố mẹ tranh với anh ấy, thì anh ấy nói câu đấy cũng đúng thôi. Nhà anh ấy hôm qua anh ấy bảo là nhà anh ấy cái lúc mà anh Hoàng anh lên hỏi cưới đấy đã không muốn thông cưới rồi, tại vì tranh ấy lúc ấy mới 16 tuổi anh nói chung xong bây giờ cái em gái mình nữa, em chuột mình chả bệnh như thế. Thực ra là ai cũng thương em, thương ấy thôi, nhưng mà bây giờ nói chúng nó không nghe. Nếu mà ông ấy lên đây là có vẻ là căng thẳng. Nếu mà để anh ấy mà phải lên ý, thì nó lại là một vòng khác rồi. Đúng rồi. Nó không phải đơn giản nữa. Còn bây giờ anh em mình phải tính nào để cho anh Hoàng lên trên kia. Nhưng
giờ bây giờ thằng Hoàng nó đéo nghe, bây giờ Hoàng nó chỉ cần gọi điện cho cái Tranh hoặc là xuống dưới đấy gặp cái Tranh với bố mẹ Tranh dưới nhà thôi là câu chuyện nó êm ngay. Bây giờ nó đéo xuống nói đéo nghe. Bây giờ anh em mình chỉ muốn tốt cho nó thôi, nhưng mà đến lúc mà như thế nào nữa thì thôi kệ nó thôi. Đấy rồi anh em ơi, thì tại bây giờ anh em mình đang về anh em nhá. Đi vào anh em làm tí bia xong rồi xem chiều xem như nào. Anh không uống không? Anh chạy xe. Thôi anh em mình đi đèo cũng nước rồi. Thì rồi đường đi nước rồi. Thôi anh em nhá. Mình kết thúc clip đây anh em ạ. Anh em vẫn đang ở Hà Nội để xem tình hình xem là thằng Hoàng nó có xuống hay không. Đấy, nó xuống thì anh em mình đợi nó để vào nhà Tranh nói chuyện luôn anh em. Còn không xuống thì càng chút nữa anh em về anh em nhá. Ôi chào tất cả mọi người, bye bye anh em nhá.